Sợ cái gì? Mình yêu nhau cơ mà. Sợ gì ai bàn tán? Ừ nhưng mà... Nhưng mà anh là nhân viên tấp bé, còn em là cành vàng lá ngọc chứ gì. Ôi, ôi. Lương 10 triệu một tháng mà cậu đòi quen con gái tôi á? Trời ơi, cứ nói đến Hàn Quốc ấy, mà bác ao ước mãi sang Hàn Quốc mà chưa được, chưa có cơ hội nào. Dạ cái này thì dễ thôi ạ. Chỉ cần bác thích thôi ạ, là cháu có thể mời bác sang chơi luôn được ạ. Anh ra đây làm gì? Nhỡ có người nhìn thấy em sao? Sợ cái gì? Mình yêu nhau cơ mà. Sợ gì ai bàn tán? Ừ nhưng mà... Nhưng mà anh là nhân viên tấp bé, còn em là cành vàng lá ngọc chứ gì. Vâng, đúng là như thế. Cứ như thế này mãi, anh thấy không ổn đâu. Khi anh thấy không ổn thì chia tay đi, cho anh đỡ phải sợ này sợ nọ. Ý anh không phải là như thế. Có nghĩa là anh chưa có gì trong tay. Người ta nhìn vào, người ta đánh giá là anh bám váy em để đào mỏ. Thôi thôi thôi, em không cần biết. Ngày mai ấy, em đã hẹn với mẹ là đưa anh về ra mắt rồi đấy. Anh cứ liệu đấy. Ok Như. Như. Nhà em đẹp chưa? Bình thường mà, có gì đâu. Mà này. Lát nữa mẹ ra, anh biết nói gì bây giờ? Thì có cái gì anh nói như thế? Không được sợ, biết chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh mà nhưng nữa ấy, là em dỗi đấy. Thôi được rồi. Mẹ. Hôm nay có khách quý nào đến nhà tôi chơi ấy nhỉ? Dạ, chào bác. Cậu đây là... Mẹ ơi, đây là người yêu của con ạ. Anh ấy tên là Minh. Mời cậu ngồi. Dạ. Mà mẹ cũng chưa hỏi con ấy. Con chưa được nói nhá. Thế nhà cậu ở đâu? Dạ, nhà cháu ở Lò Đúc ạ. Thế nhà cậu có mấy anh em mà bố mẹ đủ cả chứ? Dạ, nhà cháu có 2 anh em, cháu là đứa thứ 2 ạ. Bố mẹ cháu vẫn đầy đủ và khỏe mạnh ạ. Ừ. Thế cậu có bằng cấp gì không? Dạ. Ok, sao mẹ cứ hỏi như là hỏi cung đấy. Thì mẹ cũng phải hỏi xem cậu Uy là người như thế nào chứ. Tôi nói thế có đúng không là cậu Minh? Dạ, đúng ạ. Cháu biết bác kiểu gì cũng họ. Thế là cháu đã chuẩn bị sẵn hết tất cả ở đây rồi. Dạ. Đây, giới thiệu với bác ạ. Đây là bằng tốt nghiệp mẫu giáo loại giỏi của cháu ạ. Còn đây là bằng khen từ cấp 1 cho đến cấp 3. Toàn loại giỏi hết đấy bác ạ. Đây nữa. Còn cả bằng tốt nghiệp cao học loại giỏi nữa. Cháu còn đang dự định là sắp tới cháu học thêm lên tiến sĩ bác. Dạ. Bằng cấp cũng nhiều đấy nhỉ. Thế lương tháng được bao nhiêu? Và cậu đi xe gì? Mẹ cháu... Thế mẹ không thể hỏi được chuyện khác được à? Con này, mẹ muốn tốt cho con, muốn con quen được người tốt, nên mẹ mới hỏi như thế. Tôi nói vậy có đúng không hả cậu Minh? Dạ, bác nói rất đúng ạ. Lương tháng của cháu được 10 triệu một tháng. Cháu đi xe quay. Ôi dồi ôi. Lương 10 triệu một tháng mà cậu đòi quen con gái tôi á? Sao tự dưng mẹ nói như thế hả mẹ? Con ngồi im đấy. Thưa bác, cháu yêu Như. Cháu hứa với bác rằng là cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Như ạ. Cậu Minh này, cậu có biết con Như nhà tôi ấy là lá ngọc cành vàng không? Biết bao nhiêu đại gia còn đang ngỏ ý theo đuổi nó mà tôi còn chưa đồng ý đâu. Ngữ như cậu, cậu có phấn đấu cả đời ấy, cũng không với tới nó đâu. Thưa bác, cháu chỉ muốn phấn đấu bằng chính năng lực của mình thôi ạ. Bác cho cháu thêm thời gian. Cháu tin rằng cháu sẽ thành công ạ. Thôi 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 thôi. Tôi xin cậu buông tha cho con Như nó được yên ổn nhá. Còn đống bằng cấp này, cậu mang về cất tủ cho cẩn thận, không nó mối mọt mất công làm lại. Kìa mẹ, sao mẹ nói như thế ạ? Mẹ cấm con từ giờ không được qua lại với cậu này, nghe chưa? Còn bây giờ, nhà tôi có việc rồi, mong cậu về sớm cho. Chào cậu. Kìa, anh Minh. Con ngồi yên đấy. Con mà bước chân ra khỏi cửa thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa, nghe chưa? Em cứ ở đây, có gì anh sẽ gọi cho em xong. Này, tôi mong cậu đừng bao giờ liên lạc với con tôi nữa, được không? Cháu xin phép bác cháu về ạ. Mời cậu về. Anh Minh!
Này, Mikoka. Này. Cái thằng này, anh gọi sao không nghe hả? Có chuyện gì? Thế xe đâu sao không đi, đi bộ này? Chuyện là thế này. Hôm nay em ra mắt mẹ Như. Nhưng mà mẹ cô ấy chê em nghèo ấy. Cái gì? Chê em nghèo á? Thế bà có biết là nhà mình giàu nhất nhì cái thành phố này không? À, anh biết rồi nha. Mày lại giấu thân phận mày đúng không? Vâng. Đấy, thất bại là đúng rồi. Bây giờ này nhá, mày về công ty làm với anh, đời mày sẽ được sang một trang sử mới nhá. Nhưng mà em muốn tự đi bằng chính đôi chân của mình. Cái gì? Bằng chính thực lực của mình à? Ui, tự đi bằng đôi chân của mình á? Được, được rồi. Thế bây giờ nhá, đi bằng đôi chân của mình từ đây về đến nhà nhá. Anh sẽ không chở mình nữa, anh về trước nhá. Ôi, này, thế mày về thật đấy à? Được rồi, thua keo này tao bày keo khác. Bây giờ cứ lên xe đi, xong rồi anh sẽ bày cách cho chú nhá. Rồi đi, nhanh. Đi về đấy, ông tí nghĩ cách cho. Thế anh xem có cách gì giúp em không? Mày cứ yên tâm, anh mà đã ra tay ấy, thì việc gì cũng sẽ thành công nhá. Yên tâm đi. Thì anh có cách nào để anh nói cho em nghe xem nào? Thì hiện tại anh chưa nghĩ ra. Thế mà cũng nói. Anh ơi, dừng xe anh ơi. Anh ơi, dừng xe. Xuống, nhanh, có cách rồi đây. Này. Dạ, anh đánh giày anh. Anh không đánh giày, nhưng mà cho anh hỏi cái này nhá. Chuyện gì ạ? Thế một ngày chú đánh giày được bao tiền? Bình thường thì nếu mà đông ấy thì em được khoảng 1 triệu một ngày. Ừ. Còn như những ngày khác thì chỉ đôi 300 thôi. À. Thế thì bây giờ anh có một công việc tốt cho chú. Chú có dám làm không? Việc gì ạ? Nhưng mà anh cứ trả tiền thì việc gì em làm, không vã vát này được. Hả? Chuyện gì đây? Thì thuê người đánh giày làm gì? Mày cứ đứng im đây để anh giải quyết. À, việc này rất đơn giản, không vi phạm pháp luật mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà anh có một yêu cầu như thế này. Yêu cầu gì anh cứ nói đi. À, chú có biết diễn xuất không? Anh hỏi đúng người chứ. Giới thiệu với anh. Em Nam Xuân. Kỳ văn nghệ cả cái phường này. Thế là tốt. Thế thì bây giờ như này, anh sẽ giả cắt xê cho chú 5 triệu cho cái vai này. Nếu như mà chú diễn xuất tốt, anh sẽ giả thêm 5 triệu nữa. Đồng ý không? 5 triệu à? Ừ. Em đồng ý luôn ạ. Nhưng mà anh có lừa đảo gì em không? Này, mày nhìn mặt anh như này có giống lừa đảo không? Dạ không. Thế thì bây giờ như này, lên xe, anh trở về công ty. Sau đấy là anh em mình sẽ bàn kịch bản chi tiết, được không? Được ạ. Đi. Anh đi luôn. Giàu. Sau này con mà lấy cậu ấy thì sướng cả đời con ạ. Con đã bảo với mẹ rồi là con không muốn gặp ai cả, con chỉ muốn gặp anh Minh thôi. Này nhá, mẹ cấm con nhắc đến cái cậu Minh đấy, nghe chưa? Còn bây giờ ấy, đi vào trang điểm thay đồ đi, rồi đón tiếp cậu Shinku. Nhanh lên. Càng ngày càng bướng. Anh-nhao-seo. Cháu là Lee Sun-ku đấy à? Dạ vâng ạ. À thế à, mời cháu vào trong nhà. Dạ. Mời cậu vào trong nhà. Cháu ngồi đi. Dạ vâng ạ. Mà sao cháu nói tiếng Việt giỏi thế? Dạ, thưa bác, thực ra thì cháu ở Việt Nam từ năm 6 tuổi ạ. Cho nên là cháu nói tiếng Việt cũng rất tốt ạ. Cháu thì luôn coi Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình đấy ạ. Thế à?
Dạ. Cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Thế thì tốt quá, mà bác cũng chưa biết nhiều về gia đình nhà cháu lắm. Dạ, thì thưa bác ạ, bố cháu làm chủ tịch tập đoàn HPK, còn mẹ cháu thì làm tổng giám đốc công ty Canco. Ô thế cơ à? Dạ vâng ạ, cháu là con một trong gia đình đấy ạ. Thế thì bố mẹ cháu ở đâu? Có ở Việt Nam không hả cháu? Dạ, bố mẹ cháu ở Hàn Quốc ạ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng về Việt Nam ạ, vì mẹ cháu là người Việt. À thế à? Rồi ôi, cứ nói đến Hàn Quốc ấy, mà bác ao ước mãi sang Hàn Quốc mà chưa được, chưa có cơ hội nào. Dạ cái này thì dễ thôi ạ, chỉ cần bác thích thôi ạ, là cháu có thể mời bác sang chơi luôn được ạ. Thật hả cháu? Dạ vâng ạ. Mà ngồi từ nãy giờ chưa thấy con gái bác đâu nhỉ? À đấy, mải nói chuyện quá. Được rồi, để bác gọi cái Như ra nhá. Vâng. Như, Như ơi, ra chơi với anh Xuân Cu đi con. Con này ạ. Kìa, chào anh Xuân Cu đi chứ. Chào anh. Đẹp quá. À. Rót nước cho anh Xuân Cu đi. À, thế bây giờ hai đứa ngồi nói chuyện nhá. Bác vào trong nhà có tí việc một tí. Dạ vâng ạ, bác cứ để cháu. Tự nhiên. Này, anh làm cái gì đấy? Ngồi. Anh ngồi bên kia không được ạ? Đưa tay. Cái gì này? Sao anh lại có chiếc nhẫn này? Anh Minh anh nói nhớ cô nắng đi. Thế bây giờ anh Minh đang ở đâu? Mà tôi không có cách nào để liên lạc với anh ấy được. Anh Minh đã có cách để hai người đến với nhau mà không sợ mẹ cô ngăn cấm nữa. Cách gì? Cô không cần biết, cô chỉ cần phối hợp với tôi tốt là được. Tôi biết rồi, mà phiền anh nhắn với anh Minh là tôi rất nhớ và yêu anh ý. Được rồi, nhưng mà bây giờ tôi phải về. Cô nhớ là phải giữ bí mật đấy nhá. Bác ơi, cháu xin phép về trước đây ạ. Sao thế? Có chuyện gì à? Như lại làm gì đúng không? Dạ không ạ. Em Như rất là vui vẻ và hòa đồng ạ. Chỉ là công ty cháu có chút việc và cháu phải về gấp để ký hợp đồng 5 tỷ ạ. Ồ thế hả? Dạ. Thế đi thôi, cháu đi về đi. Dạ nhá. Vâng ạ. Cháu xin phép ạ. Dậy mở cửa cho Xuân Cu đi. Này, anh thấy cái kịch bản này là anh nhất trong cái đống kịch bản này đấy. Em đọc qua xem thấy thế nào. Em còn tâm trạng nào nữa mà xem với chả đọc. Mà em cứ thấy lo lo làm sao ấy. Nhỡ mà mẹ cô ấy biết ý, thì em mất như thật đấy anh ạ. Anh đã bảo chú yên tâm thì chú cứ yên tâm đi. Không việc gì phải lo nhá. Báo cáo, báo cáo. Ui giời. Cái thằng này, cứ bình tĩnh nói xem nào. Làm sao? Báo cáo các anh, nhiệm vụ các anh giao cho em đã hoàn thành. Xuất sắc. Tốt. Thế đã đưa nhân cho cô ấy chưa? Cô ấy có nói gì không? Đưa rồi. Em còn chuyển lời nè. Anh nhớ cô ấy nhiều lắm. Thế cô ấy có nói gì nữa không? Cô ấy á, nhờ anh chuyển lời sang anh Minh rằng nhớ và yêu anh ấy rất nhiều. Đấy, như thế đấy. Tốt. Này, thế có để sơ hở cái gì không đấy? Anh nhắc em mới nhớ đấy. Lúc mẹ nó hỏi bố mẹ em làm nghề gì, tí thì toang. Cũng may, em đá mắt sang xung quanh, em mới nhìn thấy cái non bia. Em nói luôn, bố em là chủ tịch tập đoàn HBK. Đấy, lúc đấy em lại nhớ ra, mẹ em ở nhà hay cho con lợn ăn ấy. Em lại bảo, mẹ em làm tổng giám đốc công ty Camco. Camco là gì? Camco là cám quà đấy. Tốt. Như vậy là đã hoàn thành bước thứ nhất. Bây giờ chuyển sang bước thứ hai. À đây. Rồi, ok. Em hiểu rồi.
em đi làm luôn. Đi luôn đi. Em đi đấy. Em vẫn chả hiểu cái gì anh ạ. Em không phải lo. Em bây giờ chỉ cần lo bước 3 thôi nhá. Cố gắng lên, không phải gì phải lo nhá. Anh đi trước. Cái đống kịch bản này tí nữa thu cho anh nhá. Dạ, cháu đã nói với tất cả các bác rồi đấy ạ. Đợt này công ty cháu cần nhập một số lượng hàng lớn về Việt Nam. Mà bố cháu thì chưa chuyển tiền về kịp ạ. Thế à? Thế mẹ cháu đâu? Dạ, cháu đã nói với mẹ cháu rồi ạ. Nhưng mà ít nhất cũng phải 12 tiếng nữa thì mẹ cháu mới chuyển kịp ạ. Mà trong khi đó thì trong vòng 5 tiếng mà mình chưa chuyển tiền thì họ sẽ bị hết đơn hàng ạ. Thế à? Cháu đã đầu tư 10 tỷ vào đơn hàng này rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu 7 tỷ nữa thôi. Bác giúp cháu với ạ. Cháu hứa là khi bố cháu chuyển tiền sang, cháu sẽ gửi trả bác 7 tỷ và kèm theo 20% lãi suất lần này ạ. Bác... được rồi, giờ bác sẽ giúp cháu luôn nhá. Và bây giờ đi ra ngân hàng luôn cho kịp. Dạ vâng, dạ không cần đâu ạ. Bác ơi, cháu đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Bây giờ bác chỉ cần ký vào đây thôi ạ. Dạ, là sau đó bác gọi xác nhận cho bên ngân hàng là cháu sẽ xử lý những việc còn lại. Ừ, nên đưa đây bác ký. Dạ đây ạ. Rồi. Dạ. Bác ơi, bây giờ bác gọi điện bên ngân hàng đi ạ. Ừ, đây bác gọi luôn đây. Alo, Hoàng đấy à? Ừ, bác là Mai đây. Lát nữa sẽ có người mà bác ủy quyền để qua lấy tiền. Tí nữa cháu nhớ làm việc với cậu ấy nhá. Ừ, được rồi, cảm ơn cậu. Được rồi nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn, cháu xin phép bác ạ. Ừ, cậu về đi nhá. Dạ. Ôi dồi ôi, 17 tỷ mà lãi 20%. Đúng là mình ở hiền gặp lành. Tự nhiên lại gặp cái cậu Xuân Cô này. Đúng là trời cũng phụ lòng người tốt. Mẹ, mày làm gì mà cứ đi lại lại thế? Mẹ đang đợi cậu Xuân Cô mà giờ cũng chưa thấy đâu. Hẹn mày hỏi thế này mà chết. Thế mẹ thử gọi cho người ta xem thế nào. Thuê bao rồi. Ôi, tôi chết rồi, thế này thì mất hết rồi. Là sao hả mẹ? Trời ơi, nó hứa vay mẹ 7 tỷ rồi cho mẹ 20% số lãi đơn hàng. Và giờ mất tích luôn rồi con ạ. Ôi, nhưng mà... chắc là do điện thoại hỏng, hoặc là do tắc đường hay là anh chưa đến thôi. Cầu trời phấn phật là như thế con ạ. Trời ơi, thần tài của mẹ đến rồi con ơi, trời. Anh, có vào đi. Anh Minh. Sao, cậu nói đi. Dạ, trước tiên cho cháu xin lỗi bác vì đã lừa dối bác. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn iPlus. Về việc cậu Sung Cung, cháu cũng là dàn dựng lên để lừa dối bác ạ. Cái gì? Con chủ tịch á? Thế sao cậu lại lừa tôi? Mà không nói nhiều, tiền của tôi đâu? Cậu trả cho tôi đây, không tôi đi báo công an đấy. Cháu không lừa bác về chuyện tiền nong ạ. Cháu chỉ lừa bác ký vào cái giấy cam kết này thôi. Nếu mà bác không tin, bác có thể gọi về phía ngân hàng. Cam kết gì? Mà thôi, tôi phải gọi lên ngân hàng để check xem sao đã. Alo, cậu Hoàng ạ. À? Cậu check trong tài khoản của tôi xem có bao nhiêu tiền. Cái gì? Thật hả? Rồi, cảm ơn cậu. Bác đã tin cháu chưa? Còn đây là hợp đồng bác đã ký với cháu với thời hạn 1 năm để cháu chứng minh tình cảm của cháu với Như ạ. Cháu xin lỗi bác, cháu không còn cách nào khác ạ. Tôi sẽ chống mắt lên để xem cậu làm được gì. Mẹ, thì có nghĩa là mẹ đã đồng ý cho chuyện của chúng con rồi đúng không ạ? Tôi chỉ nói đi thôi, chứ còn xem thái độ của cậu Minh ra sao đã. Vâng ạ, vậy ạ, cháu xin phép bác cho cháu được đưa Như đi chơi ạ. Ừ, thôi được. Nhưng mà đi đâu thì nhớ nó về sớm đấy nha. Dạ, vâng ạ. Con là con yêu mẹ nhất đi. Mình đi đi anh. Con đi đi mẹ ạ. Ừ, đi đi. Dạ.
Chào chào bác ạ. Alo, tôi nghe đây. Chào cô, cháu là Tú, anh trai của mình. Cô đã nhận được món quà của cháu rồi chứ? Tôi nhận được rồi. Gớm, nhà cậu bề thế như thế mà chả nói với tôi sớm gì cả. Lại còn bày đặt dọa tôi. Ý nữa thì tôi đi báo công an. Mong cô giữ kín chuyện này. Và số tiền đó để hai gia đình chúng ta có một cuộc gặp. Và cũng là để bàn chuyện hôn nhân cho em trai của tôi. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Vậy là tốt rồi, chào cô. Đã giàu lại còn giấu. Làm mình tí nữa thì mất oan 7 tỷ. Nhưng mà mạo hiểm lại được 3 tỷ cũng vui. Đúng là thằng con rể quý hóa của mình đây rồi. Giờ mình phải ra ngân hàng check lại cho chắc. Tiền ơi là tiền, mẹ đến với con đây. Trời ơi.